Lẹo Văn Minh chào anh em và các bạn. Hiện tại là 18 giờ 10 phút ngày mùng 10 tháng 7 năm 2019, tức là ngày mùng 8 tháng 6 năm 2019. Mình lại làm một video chia sẻ về quan điểm về việc làm cỏ như thế nào. Các bạn nhìn cái gốc vải nhà mình, cỏ xanh mướt. Những cây cỏ này như người ta chia trong sinh học hoặc là trong làm vườn, người ta chia gọi là cỏ lá rộng. Đây đều là cỏ lá rộng, các bạn nhìn cỏ nhà mình đều là cỏ lá rộng, đều là cỏ lá rộng các bạn ạ. Vậy mình làm sao để có cái cỏ lá rộng ở trong vườn này? Đây các bạn lại nhìn lại cái máy bừa nhà mình, đây là cái máy bừa. Bây giờ là 6 giờ 11 phút rồi. Đây các bạn nhìn, chỗ này là lá, nó phủ, nó không có cỏ. Ở đây có một cây cỏ, cỏ gấu, nhưng đây không phải cỏ gấu. Thì ngoài chung là cỏ lá hẹp. Vậy tại sao mình làm video này? Bởi vì mình hay vào Facebook mình lướt, Facebook mình xem, thì thấy các bạn kêu ca vấn đề làm cỏ rất là vất vả. Nhiều người mà cỏ gấu, phun thuốc thì nó không chết, phát thì 2-3 hôm nó mọc. Đào từng cây thì như vườn mình hàng mẫu này thì không biết đào bao giờ mới xong. Vậy tại sao vườn nhà mình lại có cỏ lá rộng mà không có cỏ lá hẹp? Toàn cỏ lá rộng là chủ yếu. Vậy cách làm của mình như thế nào? Nếu như chúng ta cứ rổ, cứ phát, cứ xới sáo sạch sẽ thì cỏ lá hẹp nó sẽ mọc. Và cỏ lá hẹp nó mọc thì chúng ta biết rồi, cỏ lá hẹp nó là cây cỏ rất thấp, rất ngắn thôi. Vậy chúng ta làm càng sạch bao nhiêu thì cỏ nó mọc càng mạnh bấy nhiêu. Mình ví dụ như cái đất vườn nhà mình đây, mình chỉ làm xong khoảng 1 tuần thì cỏ đã mọc rồi. Và cây vải nhà mình đây thì mình chỉ cần bấm xong 5 ngày nó đã mọc, thì cây cỏ cũng thế. Cho nó sới càng sạch thì nó càng mọc. Và các bạn có nhiều biện pháp, có người thì dùng máy phát, có người dùng thuốc cỏ. Như theo mình, chúng ta bây giờ không nên dùng thuốc cỏ nữa. Thứ nhất là nhà nước cấm, còn thứ hai cũng hoàn nhà nước cấm đâu. Nhiều bạn chia sẻ trên Facebook cũng vậy. Bây giờ chúng ta dùng thuốc cỏ quá nhiều, thì cứ giống như ngày xưa Mỹ họ dùng thuốc để diệt cây, để tạo vành đai trắng. Và các bộ đội chiến sĩ mình đã ảnh hưởng cái thuốc cỏ ấy như thế nào thì chúng ta đã biết. Vậy tại sao ngày xưa là vì Mỹ họ làm, còn bây giờ mình thế, mình dùng thuốc cỏ phun xuống vườn. Chúng ta biết đặc tính thuốc cỏ là như thế nào. Nếu thuốc sâu thì sau một thời gian nó phân hủy, nó trở về bình thường, trung hòa, tức là không tác dụng hại nữa. Nhưng thuốc cỏ nó là có đặc tính, nó là không phân hủy, nó chỉ tan ra thôi. Ví dụ như một lọ thuốc cỏ bị pha ra 100 lít đấy, nó lại rơi xuống đất, nó ra bao nhiêu diện tích đó, rồi dần dần nó trôi xuống lòng đất, rồi nó tóm lại mình gọi là nhiễm độc. Thì mình dùng thuốc cỏ, thứ nhất là hại cho mình trước, hại nguồn nước ngầm trước, hại cho bản thân sức khỏe của mình trước, cho nên chúng ta không nên dùng nữa. Cho nên mình năm nay mình đã không dùng thuốc cỏ rồi. Để các bạn nhìn vườn mình nó rậm như này. Còn chính mình lại nói tiếp, nếu chúng ta xới sáo sạch thì thường xuyên cỏ sẽ mọc, nhất là cỏ lá hẹp chúng ta cực kỳ khó làm. Các bạn đã chia sẻ trên Facebook của gấu ấy, rổ xong nó lại mọc, rổ xong mọc, mà phát xong 2-3 hôm lại mọc xanh um. Bởi mình tưới, mình bón phân càng nhiều thì nó mọc càng khỏe. Rồi cỏ chỉ, cỏ mần trầu vân vân, tóm lại là cỏ lá hẹp. Vậy mình cứ xới sáo sạch bao nhiêu thì cỏ lá hẹp nhiều bấy nhiêu, giống sân bóng ấy, mình cứ phạt bao nhiêu sân nó mọc mình bấy nhiêu. Còn mình cứ để nó mọc tự nhiên, cỏ mọc tươi rậm như vườn nhà mình đây, thì sau một thời gian cỏ lá hẹp nó không còn chỗ nó mọc nữa, bởi vì cỏ lá rậm này nó mọc cao hơn, thế dần dần nó chuyển dần sang cỏ lá rậm. Vậy cái cỏ lá rộng này, nếu như chúng ta dùng máy phát, thì như các bạn dùng máy phát ấy, thì ở đây là đất các bạn trồng nhiều cây sen canh, nhiều cam, bưởi rất là dày, thì chúng ta dùng máy phát. Còn như nhà mình đây, thì mình dùng máy công nông. Những cây cỏ này, bây giờ nó cao tốt là thật, nhưng mình dùng một công nông, mình bừa khoảng vài phút thì xong 4 cây này. Mình sẽ làm để điện thoại dừng đây, mình cắm điện thoại với cây điện thoại. Các bạn xem mình bừa bao nhiêu phút thì mình dọn được 4 cây vải này. Trong cái đó mình cho lại các bạn nhìn lại một lần nữa. Gốc vải mình gồm tất cả những cành vải mình tỉa xuống này, lá vải rất là rậm. Như bây giờ mình đặt điện thoại đây, đây là cái đống lá trước mình bừa vào, bây giờ nó mục như này. Đấy. Và qua đây mình thêm mình chia sẻ nữa là mình không đốt lá đâu các bạn ạ. Đây các bạn nhìn lá, từ dạo mà mình bừa mà sau cái quả đậu xong ấy, các bạn nhìn là vườn rậm mù, mình chỉ bừa mấy hôm đây. Lá này một thời gian nó mục đi, lại thành một lớp phân hữu cơ. Như nhiều bạn là đốt đi, nhưng sau vụ đông các đốt đi,
Đấy, các bạn sau vụ đông đốt đi rất là phí, mình không đốt, mình kệ nó. Và đây nó cỏ không mọc, các bạn nhìn chưa, cỏ không mọc. Vậy thứ nhất nó làm cho ẩm ướt, điều hòa môi trường, cỏ không mọc. Đặc biệt là cái vụ mà quả vải chúng ta đậu ấy, đậu xong ấy mà chúng ta sạch sẽ quá, phun thuốc cỏ cắt sạch ấy, sạch quả thì rõ ăn nứt, khô thì thôi. Mình đã chia sẻ nhiều video là để cỏ rồi, còn đây cũng thế, mình không để cỏ mà có cái này tốt. Tuy nhiên cái này mà có điều kiện thì các bạn sau khi dọn lại thì các bạn rắc vôi bột để vừa. Cái nhược điểm của rác rưởi là gì? Nó nơi trú ẩn của sâu bệnh, vậy mình rắc vôi bột rồi mình tận dụng cái này làm phân hữu cơ. Sau một thời gian thì sau một nửa năm nó đã nát này, sau sang năm nó thành một lớp mùn rất tốt, mình không đốt nhá. Còn đốt đi chỉ một ít cho thôi, không được nhiều chất. Ngoài những cây que đây, cái cây vải mình đốn xuống rất là to. Đây, chúng ta nhìn mình bừa, khoảng 30 phút thì mình xong được mấy cây này. Và tất nhiên đất mình rộng nhá, cây mình thưa. Còn các bạn trồng cam, trồng quýt thì các bạn dùng máy phát rồi. Còn dùng máy phát nó có như nào? Thì máy phát chúng ta phát đi nó lại mọc, phát đi lại mọc. Nhưng mình bừa một lần như này. Đấy, mình bừa khi đậu quả xong, quả bằng hạt đậu. Bắt đầu xong quả thì mình chuẩn bị rắc vôi ấy, rắc NPK ấy. Đến bây giờ vải cỏ như này. Đấy, một năm. Vậy bây giờ mình bừa lần. Đến cuối năm, ví dụ như là đến mùa đông, mình đã cày vỡ ra, mình không bừa nữa. Và sang năm mình chỉ bừa một lần thôi. Vậy một năm mình chỉ cần bừa hai lần. Và nếu mình bừa không, như năm nay mình bừa về, mình dọn về làm đất trồng cây cảnh thì còn lâu. Chứ mình nếu mình bừa không, cái vườn này mình chỉ bừa mấy ngày thôi. Còn tốc độ bừa của nó như nào thì mình sẽ làm ngay bây giờ. Còn tiếp theo mình giới thiệu với công nông đầu dọc. Thì công nông đầu dọc này, mấy năm trước Lục Ngạn mình còn làm nông nghiệp cây lúa thì nhiều gia đình mua. Nhưng bây giờ chúng ta không cây lúa nữa, nhiều nhà trở thành cái sắt vụn. Bán đi thanh lý thì rẻ, mà không bán thì lại vướng nhà. Cho nhiều nhà đã bán giá rất là rẻ, rất rẻ. Còn nhiều trường hợp gì, nhà mình cũng có máy nhưng mà các bạn vẫn để vợ con mình phải cuốc đất. Mà cuốc đất rồi chúng ta biết cái vụ vải mà đến cuối đông, cuối thu đầu đông, khi chúng ta đã lành thành thục lộc cuối cùng, mình cuốc đất lên ấy thì nó vô cùng cứng, bởi đất nó chai cứng rồi. Mà mình lại phun thuốc cỏ, mình lại xới sáo sạch sẽ khô ráo đi, vô cùng cứng. Vậy các bạn có thể cuốc từ hết tháng này sang tháng khác, đến khi vải có hoa cũng chưa cuốc được xong. Nhưng với mình, không những mình làm xong vườn nhà mình mà mình còn đi làm thuê được, mình chỉ cày mấy hôm thôi. Cho cái công nông đầu dọc này bây giờ các bạn không tận dụng được cái hiệu quả của nó rất là phí. Nhiều bạn bán rất rẻ. Cho nên bây giờ bạn nào xem video mình mà nếu đất đai mà rộng rãi thì chúng ta xem nhà nào có thanh lý thì chúng ta mua cái này về làm. Còn tác dụng nó như nào? Thứ nhất, mình bừa cỏ này. Thứ hai, chúng ta chuyên chở vật liệu rồi, mua xi măng, mua sắt thép vân vân, rồi chúng ta cày vườn. Đấy, rất là tốt. Bây giờ các bạn nhìn xem mình làm tốc độ nào nhá. Bây giờ mình cắm cây điện thoại, mình giữ điện thoại dừng đấy, rồi mình bừa từ đầu đến cuối xem xong 4 cây vải này, 1, 2, 3, 4 cây vải này trong bao nhiêu phút. Bây giờ mình dừng điện thoại để mình rút cây ra đã, xong mình ra mình làm các bạn xem. Bây giờ là 6:20, mình bừa. Bây giờ các bạn xem trong điện thoại của mình nó là 8:20. Bây giờ mình làm đến khoảng bao nhiêu giây? Phút chúng ta xong. Mình vừa bừa xong một số nơi, mồ hôi toát ra rất nhiều. Bây giờ mình, các bạn thông cảm nhé. Mình vừa làm video, mình vừa làm việc, nhưng mình không có thời gian chỉnh sửa được cái ngoại hình của mình. Không biết cái máy mình nó trục trặc cái gì, khi nào nổ máy mình tiếp tục làm. Vừa nãy cái máy của mình nó không bơm dầu được, mình đã chỉnh lại. Bây giờ là 6:22, trong điện thoại của mình là 9:10. Bây giờ mình làm xem các bạn xem bao nhiêu giây xong thì làm xong.
Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn xem video của mình, xem quá trình xới cỏ bốn gốc vải to đùng của mình như nào. Bây giờ mời các bạn đi xem trực tiếp. Mình mời các bạn đi xem cái phần xới cỏ của mình. Vậy là khi mình xới, bắt đầu mình dùng máy cày, mình bấm máy chạy là 6 giờ 18 giờ 22 phút, bây giờ gọi là 18 giờ 38 39 phút đấy. Tức là chạy xong 15 phút mình làm được như này. Đây chính là hình chiếu tán, các bạn bón phân thoải mái rồi. Nếu mình bón cây này thì nó hơi vướng hai bên, đây bờ rào. Bên này vướng một số cây cảnh của mình, đây cây cảnh thì mình không vừa sát vào được. Đây cây cảnh đây. Đây cây cảnh đây. Đấy, cây đấy. Thì mình không vừa sát được. Đây một hốc cây cảnh nữa. Thì không vừa sát được. Mình làm khoảng độ 22 15 phút. Gì con? Đây những cây mà nó không bị những cây mà nó không không rổ được thì mình có thể dùng tay rổ rất là nhẹ nhàng. Để cỏ nó rộng mà. Đây, các bạn nhìn bên này. Mình làm rất sạch sẽ, gọn gàng. Đây, những cây nào mà nó không rổ được sạch, đấy các bạn nhìn. Đây mình có cây này, không sạch thì chúng ta rổ cái được ngay. Đấy, không thì mình còn quét cào nữa mà. Thôi, mình hôm nay mình vừa mới bừa đã xong rồi. Những cây này nó nhỏ thôi. Bây giờ các bạn xem lại hết tất cả cái phần đất của mình. Đây, mình đứng đây các bạn nhìn. Đất rất tơi xốp, hình chiếu tán từ trên xuống. Mình làm nhanh, video mình quá dài. Và sau khi mình bừa xong như vậy, các bạn thấy có mấy tác dụng. Thứ nhất, tơi đất, đúng không? Tơi đất, nếu các bạn phay, máy phay, máy cắt thì không bao giờ có chuyện tơi đất này. Mình bật flash thôi. Nếu các bạn dùng máy phay và thuốc cỏ thì không bao giờ có chuyện tơi đất này. Cái quan điểm mình bây giờ mình không dùng thuốc cỏ nhá, mình dùng máy bừa thôi. Đất rất tơi, rất xốp đây. Đây, rất tơi xốp. Còn như này mà các bạn có điều kiện bắn bón gốc, lấp cũng được, không muốn lấp thì chúng ta rắc phân cũng đất rất dễ tàn, rất tơi xốp. Rồi. Đấy, các bạn nhìn. Nhưng chỗ không gọn thì mình có thể dùng cái cào mà cào lại. Còn nhược điểm của nó là mình bừa gốc cây, gần gốc cây thì nó hơi bị lắm rác. Về nguyên tắc thì chúng ta không nên để rác vào gốc cây, nó làm cho ẩm ướt, dễ sâu bệnh. Tuy nhiên mình không thể khắc phục được hết. Vừa dùng máy cày mà vừa sạch rác đi, mà lại còn đưa được ra ngoài gốc, đấy thì nó rất khó. Tuy nhiên, làm rất nhanh các bạn ạ. Còn gốc cây nhà mình thì các bạn biết rồi, gốc vải nhà mình thì mình để lại, mình đắp cái gốc cao một chút, thì khi mưa gió nóng nước trôi ra ngoài, cho hiện tượng mà úng thì không có. Đây, rất rất tơi xốp. Vậy sau 15 phút mình làm được 4 cây. Mỗi cây nó khoảng độ 4, 16. 4 phút mình bừa được một gốc cây. Bây giờ các bạn muốn rắc phân gì cũng được. Hoặc bón phân gì cũng được, kể cả chúng ta rắc NPK mà có phân trâu, phân gà chúng ta rắc trực tiếp cũng được. Còn chúng ta muốn bón lấp thì như mình làm video ấy, mình dùng máy cày thì cũng rất là nhanh. Rất tiện lợi sau khi chúng ta làm xong. Để các bạn nhìn toàn bộ 4 gốc cây của mình. Mình đứng tầm xa mình quay lại. Đấy, sau 15 phút, mỗi cây mình chỉ bừa trong 4 phút. Bây giờ tất cả rác rưởi mình bừa gốc cây. Và cái này cũng chỉ đến khoảng tháng 8, mình kích lộc cuối cùng. Cái đầu tháng 10, cuối tháng 10 giờ âm ấy, à dương được đấy. Mình kích lộc cuối cùng thì mình có thể xới sáo hay bừa không thôi. Thậm chí mình chẳng bừa đâu. Đấy, cỏ mình nó toàn cỏ lá rộng các bạn ạ. Đấy, cỏ lá rộng nó giống như cây lạc ấy. Giống như cây lạc, cây vừng ấy. Nó rất là tốt. Nó không bị... Ôi, mình mệt quá, mình nói nữa. Để các bạn nhìn. Video thấy rồi. Đấy. Và các bạn phạt cỏ thì mình xem Facebook các bạn rồi. Phạt mệt lắm. Cho nên tại sao mình có thể mình làm được cả cái vườn này. Hàng mấy mẫu. Từ bấm ngọn tỉa cành hái quả. Có bạn bảo là mình hai vợ chồng hái năm tạ vải là phép đấy. Với cái vườn mình làm được các bạn ạ. Đây, chỗ này thì mình trồng cây cảnh. Mình vướng hai bờ rào thì mình làm hơi trần một chút. Đúng hình chiếu tán, bón phân thoải mái. Để các bạn nhìn lại một lần nữa cuối cùng. Các bạn nhìn chưa? Đấy, dùng máy bừa. Để video mình hôm nay sẽ đặt tên video là kỹ thuật làm cỏ và tác dụng của công nông đầu dọc. Cảm ơn các bạn xem video. Nếu thấy video mình có hữu ích, các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình và chia sẻ cho nhiều người cùng làm. Chào các bạn nhé. Chúc các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Điện thoại mình đơ đơ là không tắt được video nữa. Các bạn xem đây nhé. Mình không tắt được video. Bây giờ không tắt được video thì mình đi mình đi. Không xác biết tại sao không tắt được rồi.
Thôi các bạn đừng xem nữa nhá, các bạn lướt qua, mình không tắt được video đâu. Khi nào mình tắt được video thì mình lại mình mới tắt. Mẹ không tắt video thì mình lại đi soi cái vườn mình vậy. Không thì đứng im là các bạn thấy nhàm chán. Thank you.